Ông Đoàn Ngọc Hải được duyệt thôi việc. Ông Đoàn Ngọc Hải, cựu phó chủ tịch quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, được đồng ý cho thôi chức phó tổng giám đốc tổng công ty xây dựng Sài Gòn. Cách đây gần 3 tháng, ông Hải gửi đơn từ chức sau vài tiếng được phân công vào vị trí này. Bản tin chiều ngày 28 tháng 8 của VN Express cho biết, Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thống nhất để ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức phó tổng giám đốc tổng công ty xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn MTV. Quyết định này được đưa ra sau gần 3 tháng nhận đơn xin thôi việc của ông Hải. Đưa tin về ông Đoàn Ngọc Hải được duyệt từ nhiệm, từ tuổi trẻ cho biết, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh Trương Văn Lắm vừa ký tờ trình gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong về việc cho thôi giữ chức vụ phó tổng giám đốc tổng công ty xây dựng Sài Gòn với ông Hải. Tờ trình của Sở Nội vụ nhắc tới quy định trong Nghị định số 97/2015, Nghị định Chính phủ, người quản lý doanh nghiệp được từ chức một trong các trường hợp sau, có nguyện vọng xin từ chức vì lý do cá nhân. Ông Đoàn Ngọc Hải năm nay 50 tuổi, quê Hà Nội, có bằng cử nhân kinh tế, cử nhân luật và cử nhân xã hội học. Trước khi được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc tổng công ty xây dựng Sài Gòn, ông Hải làm việc chủ yếu ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hải được biết đến nhiều với những phát ngôn và hành động trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Tháng 3 năm 2016, khi đang làm phó chủ tịch quận 1, ông Hải tuyên bố không lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, sẽ cởi áo từ chức, và sau đó nhiều vỉa hè ở quận 1 thông thoáng sạch sẽ. Gần 2 năm sau, vào tháng 1 năm 2018, ông Hải gửi đơn từ chức vì không thực hiện được lời hứa trước nhân dân. Ông cho rằng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xử lý vì đụng đến lợi ích to lớn hàng nghìn tỷ đồng của các chủ bãi giữ xe, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền và một bộ phận không nhỏ cán bộ cộng sinh trong đó. Sau 4 tháng, ông Hải rút đơn từ chức mong muốn được làm việc cống hiến tiếp. Ngày 4 tháng 6, 2019, ông Đoàn Ngọc Hải được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc tổng công ty xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn MTV. Nhận quyết định buổi sáng, buổi chiều ông Hải gửi đơn từ chức. Trong đơn, ông Hải nêu lý do không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng, không phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn được đào tạo thì không thể làm tốt được công việc này. Nếu tôi miễn cưỡng nhận nhiệm vụ trái với sở trường, chuyên môn và tâm huyết thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ông Hải viết. Từ đó, trong khi chờ quy trình giải quyết chế độ thôi việc sớm 10 năm, ông Hải xin nghỉ việc 2 tháng không hưởng lương. Trong một diễn biến khác, ông Đoàn Ngọc Hải trước mặt nạ đồng chí và lão bán thuốc mũi trong chuyện cổ Trung Hoa. Câu chuyện của ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên phó chủ tịch quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, nói không ngoa, có lẽ là câu chuyện lạ lùng và điển hình nhất về quan trường mấy năm gần đây. Nói lạ lùng vì không mấy ai dám viết một cái đơn từ chức thẳng thừng, vì tuyệt nhưng ông Hải trốn quan trường Việt Nam, chỉ thấy người người lăn lộn xông vào, có phải bò lết ôm chân cấp trên cũng quyết không buông tay. Người dân đã quá quen, đây là một ông quan đang tuổi tráng niên, ngồi cái ghế phó chủ tịch cái quận trung tâm béo bự nhất nhì Sài Gòn. Quan trọng, quan lộ đang thênh thang mà khăng khăng rũ áo về vườn, làm sao không lạ, sân đen thấy nó lạ. Các lớp quan nhỏ quan to chắc cũng kinh ngạc, nhưng có lẽ mừng thầm nhiều hơn. Các thang quan trường dài rằng rạc đen kịt đầu người đun nhau leo lên, một người buông tay lập tức cả đàn nhao nháo thế chỗ. Vui mừng thỏa thuê, họ quay sang cười ông Hải ngủ, được tổ chức điều sang cái ghế có xanh có thịt, tốt hơn hẳn cái chức phó chủ tịch quận. Tuy cũng thầm đấy nhưng quyền trơm và đá, chẳng biết ngậm miệng vào mà ăn lại còn bày đặt bất mãn, chắc già này thần kinh mới thế. Còn điển hình, nó điển hình ở chỗ phanh phui hết những hành động hèn hạ của đám cấp trên của ông Hải, mà lâu nay những việc tương tự người ta chỉ xì sao, trên miệng chứ chỉ ít thấy ai công nhiên vạch giữa thiên bạch nhật như vậy. Ông Hải trước sau đã từ chức 2 lần, lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2018. Ông nói lý do từ chức do không thực hiện được lời hứa trước nhân dân, trước kỳ vọng của các đồng chí lão thành cách mạng là sẽ giải quyết dứt điểm chuyện lấn chiếm lòng lề đường ở quận 1, vì nó đã đồng chạm đến quyền lợi rất lớn, đến hàng ngàn tỷ của các chủ bãi xe ô tô, gắn máy, nhà khách, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, các hộ kinh doanh mặt tiền và một bộ phận không nhỏ cán bộ cộng sinh trong đó. Đặc biệt, ông Hải nhắn nhủ, để lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực này, cần có sự vào cuộc đồng lòng của tất cả các cấp của hệ thống chính trị. Đó là điều kiện tiên quyết mà người thực hiện công việc này sau tôi cần phải có. Ông Hải quả là thành thuộc cách hành văn bóng bẩy của người Việt, và nhất là của chốn quan trường. Câu này không trực tiếp vạch ra nguyên nhân,
nhưng người đọc ai cũng hiểu ông, thất bại là do tất cả các cấp và hệ thống chính trị không vào cuộc, không đồng lòng. Vì sao họ không đồng lòng? Vì có một bộ phận không nhỏ cán bộ cộng sinh trong đó. Tại sao cán bộ cộng sinh? Vì lợi ích của nhóm cộng sinh lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, ông Hải đã vạch mặt bản chất của cuộc hô hào lập lại trật tự kỷ cương đằng đẵng hàng chục năm nay ở khắp các thành phố mà người dân ai cũng biết. Nhưng quan chức thì không được làm thế, quan chức thì phải nắm vững hai yếu quyết. Một là không nói, hai là nói dối. Ông Hải dám cắt thẳng vào mặt hệ thống chính quyền mà đòi từ chức dễ dàng à? Đồng ý cho ông từ chức ngay lập tức nghĩa là ngầm thừa nhận sự thật trong những lời tố cáo, là thừa nhận cái chiến dịch rầm rĩ với vô số bộ luật và nghị định thực ra chỉ là cú hô hào xuông, kêu gọi mép, cốt cho đám dân đen ngu muội, ngửi một tí hơi mật ngọt rồi tiếp tục ngoan ngoãn, nhưng mục đích cốt yếu là nâng giá bạo kê với những nhóm lợi ích đang chia nhau hàng ngàn tỷ kia hay sao? Cấp trên của ông Hải đâu có khờ khạo thế, ông Hải được cấp trên mời nói chuyện đi nhiều lần. Theo báo chí cho biết là để làm rõ những tâm tư khúc mắc, những cuộc nói chuyện chắc hẳn phải sâu sắc lắm, đồng cảm lắm, thấm đẫm nghĩa tình đồng đội và trên hết là quyết tâm cao độ để lập lại trật tự kỷ cương lắm. Cho nên mới 4 tháng sau, vào tháng 5 2018, người ta thấy ông Hải tự tay viết cái đơn mới, rút lại đơn từ chức cũ. Trong đơn mới này, quyết tâm của ông càng cương quyết hơn gấp mấy lần. Sau một thời gian đình trệ, dân quần một lại thấy ông Hải đi chỉ đạo đập hết những chướng ngại lấn chiếm lòng lề đường. Dư luận từ lâu vốn chia làm ba phe, một phe căm ghét, chế giễu ông Hải vì bảo ông làm màu, dạ vờ chơi trò nhiệt tình cống hiến để lên quan lên trước, một phe binh vực và cổ vũ ông Hải vì những kết quả thực tế ông mang lại cho đường phố Sài Gòn, phe còn lại tỏa sân quan hộ đấu, xung đùi cười rồi, chê ông ăn no vác nặng, tự nguyện làm đầu sai cho một bọn ăn trên ngồi trước, ngu mà không tự biết. Những người ủng hộ đang vừa tiếc nuối vừa khâm phục vị quan nói xú áo về vườn là xú, thì đùng một cái bị lá đơn thứ hai làm cho sững sốt rồi thất vọng. Hai phe còn lại thì sung sướng cười ngất, thiên hạ một phen bấn loạn. Nhưng thôi, chuyện từ chức rồi lại không từ chức nữa tuy khó thấy ở chính quyền Việt Nam, nhưng cũng không phải là không thể xảy ra. Ông Hải lại làm phó chủ tịch, lại tổ chức đi dẹp lòng lề đường, ai cười ai hận, ai chế giễu, thì vài tháng cũng qua, chuyện của ông ngồi dần. Thế rồi không hộ danh là những tay chơi bài cao tột định, công phu và kiên nhẫn có thừa. Đến lúc này cấp trên của ông Hải mới thình lình đánh ra con tẩy, chính là việc bất ngờ đưa ông Hải về làm phó tổng giám đốc tổng công ty xây dựng Sài Gòn, doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 4 tháng 6 2019, tức gần một năm sau. Vị trí này đâu cần làm gì nhiều, công trình có sẵn, có công trình thì có hoa hồng, trách nhiệm thì tổng giám đốc chịu. Nói cho ngay, cái ghế này ngon ăn, nhẹ gánh hơn là phó chủ tịch quận nhiều. Chỉ có một điểm đặc thù nho nhỏ là với chức vụ mới này thì ông Hải không thể dẫn quân đi đập phá chướng ngại vật, dẹp thoáng lòng lề đường được nữa. Không còn cái kẻ ngu xuẩn ngang bừng ấy nữa thì các nhóm lợi ích ngàn tỷ, trong đó có cán bộ cộng sinh, cứ tiếp tục cộng sinh và hưởng lấy đống vàng trên trời rơi xuống. Mai này sau nhớ nhạy nói ra thằng cán bộ nào không biết trời đất lại hăng hái đi dẹp lòng lề đường thì còn cái gương anh Hải to tầy, liếp đấy cứ từ từ mà nhìn. Thật là hay cấp trên, thật là giỏi cấp trên, thật là chu đáo cấp trên, kín kẽ tuyệt vời đâu xa đấy, nhưng áo trời không nhìn thấy đường mai. Đến nước này, ông Hải dù nhiệt tính như lửa cũng không thể không nhận thấy bộ mặt thật của các đồng chí nữa. Trước mặt nạ của các đồng chí, trong tấm ảnh chụp buổi quyết định bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc tổng công ty xây dựng, ông Hải không che giấu vẻ mặt miễn cưỡng khó chịu, trái ngược hẳn với vẻ tươi cười của người bên cạnh. Ngay trong chiều hôm đó, là đơn từ chức lần thứ hai của Hải được loan tin rộng rãi trên báo chí. Lần này ông Hải không chừa chỗ để các cấp lãnh đạo lại tiếp tục làm việc, tìm hiểu tâm tư và động viên nữa. Ông tuyên bố từ chức thẳng trước 10 năm và trong khi chờ giải quyết thì nghỉ hẳn 2 tháng không lương. Bà cử hội đồng quyết tâm cũng khoe sự gian manh không kém trong bài báo được dẫn. Bà ta nói ai cũng muốn thành phố gọn gàng lịch sự, sạch sẽ nhưng phải có lộ trình. Và bà, lộ trình là chờ các ông bà chê xong cái gói hàng ngàn tỷ từ lề đường kia, có phải? Còn đánh giá việc từ chức của ông Hải là khó hiểu thì vẫn thưa bà Tâm, làm gì có ai khó hiểu hay nói tại sao là tráo trợ. Bằng các ông bà, khi mới vài mấy tháng trước vừa an ủi động viên kỳ vọng sâu sắc chân tình phát khóc lên được, cứ như bằng hữu cắt máu ăn thể với nhau, giờ lời chưa qua miệng đã nuốt ong ọc, nhưng muốn dạ trá não cũng phải nhăn nhe một tí, chứ phẳng ly như bà, tôi thương hại lắm. Bí thư quận một thì tỏ rõ tinh thần giàu độ bím leo, thừa nước đục thả câu, khoai trá ti tiện, anh từng nói sẽ nhận bất cứ công việc gì cơ mà.
Thế thì để anh đi làm lao công cũng đừng hòng phản đối. Hóa ra anh lại sân si thế này. Giám đốc Sở Nội vụ thì cun cút nhem nhép đúng vai trò một kẻ trong nhà ngoan ngoãn trung thành. Bất kể ông Hải không hề có bằng cấp kỹ sư xây dựng hay chuyên môn về quản lý xây dựng, cứ chỗ nào cấp trên phân công, ông đi thì đều là đúng chuyên môn cả. Như thế cũng nói ra được, thật là kỳ tài. Ông Đoàn Ngọc Hải, ông sáng mắt ra chưa? Đồng chí đồng đội của ông vu hám, ông tham lam, bất tín, náo loạn tổ chức. Đến bây giờ thì ông chính thức thành kẻ thù địch. Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại. Câu tục ngữ này chỉ dùng với những kẻ phạm tội lỗi. Cứ sao ông tổ chức thành ủy dùng với đồng chí của mình? Có phải việc điểm trúng huyệt nói toẹt cái gói lợi ích ngàn tỷ cùng những kẻ cộng sinh kia đã khiến ông trở thành con cừu đen trong mắt các đồng chí? Rồi bây giờ đạt mục đích rồi, không phải xuân dậy giữ cái mặt nạ đồng chí anh em nữa. Các đồng chí vui sướng hả hê, bồi nhọ một kẻ đã buông súng. Trong một diễn biến khác, đề xuất cho ông Đoàn Ngọc Hải được thôi giữ chức vụ. Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về việc cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn MTV. Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh Trương Văn Lắm vừa ký tờ trình gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn MTV của ông Đoàn Ngọc Hải. Qua rà soát các quy định, Sở Nội vụ thành phố nhận thấy tại điểm C khoản 1 điều 40 quy định số 97/2015 nghị định chính phủ có nêu, người quản lý doanh nghiệp được từ chức một trong các trường hợp sau: có nguyện vọng xin từ chức vì lý do cá nhân. Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn MTV đã có đơn xin từ chức theo nguyện vọng vào ngày 4/6/2019. Ngoài ra, Thường trực Thành ủy thành phố cũng đã thống nhất để ông Đoàn Ngọc Hải được thôi giữ chức vụ theo nguyện vọng. Vì vậy, Sở Nội vụ dự thảo quyết định cho thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn MTV của ông Đoàn Ngọc Hải để trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Ông Đoàn Ngọc Hải nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1. Ông được nhiều người biết đến trong chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường ở quận 1. Ông Hải được điều động bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn MTV vào đầu tháng 6/2019. Nhưng ngay sau đó, ông đã có đơn xin từ chức vì lý do cá nhân.